tìm kiếm công việc ở Thái đến 70% là người ta yêu cầu tiếng Thái hoặc là rất là giỏi tiếng Anh, bilingual. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sunshine Bangkok. Mình là Minh và hiện tại mình đang làm công việc marketing tại một ngân hàng thương mại ở Bangkok, Thái Lan và một trong hai ngân hàng lớn nhất ở Thái. Thì mình đã sống ở Bangkok được gần 5 năm, thì nếu mà tính đến tháng 9 năm nay thì nó là 5 năm á. Trong channel của mình thì có rất nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để mình tìm được công việc ở Thái, các bước như thế nào và tìm việc ở Thái có dễ hay không, các kiểu các thứ. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống và chia sẻ lại một lần nữa sau hơn 4 năm rưỡi mình ở Thái thì mọi thứ nó sẽ như thế nào rồi. Hy vọng là cái video này sẽ mang đến cho mọi người nhiều góc nhìn hay ho và những cái kinh nghiệm hay ho cho việc tìm kiếm công việc ở Thái cũng như là công việc ở bất kỳ một cái quốc gia nào khác mà các bạn đang muốn chuyển qua làm việc ở nước ngoài. Và nếu các bạn chưa có subscribe kênh YouTube này thì nhớ là subscribe nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào video thôi. Trước khi các bạn bắt đầu đi rải CV hay làm bất kỳ điều gì thì các bạn hãy nhớ một câu là biết người biết ta. Trước khi mình biết người ta như thế nào thì mình nên biết mình trước. Trước khi mà mình bắt đầu tìm kiếm một cái công việc nào mới thì mình luôn luôn mình ngồi xuống để mình xem lại là cái experience, cái kinh nghiệm của mình trong vài năm qua nó là cái gì và mình đang muốn đi tiếp như thế nào. Chẳng hạn như hồi ở Việt Nam ha, mình làm senior marketing, nói chung là mình đã đi làm được khoảng 4-5 năm rồi thì mình mới chuyển ở đây đúng không? Cái lĩnh vực của mình nó đang là marketing. Thì khi mà mình đi qua Thái thì mình cũng suy nghĩ đến cái lĩnh vực marketing, tại vì mình đang làm ngành marketing mà, nên là mình cũng nghĩ là cái thế mạnh của mình là gì. Mình là một người học hỏi rất là nhanh luôn, một người gọi là bắt được cái nhịp độ của công việc nó cực kỳ nhanh luôn. Khi mà người ta có 2 tháng để bắt đầu thử việc đúng không, mình là đến tuần thứ 3 là mình đã bắt đầu bắt kịp với công việc và bắt đầu làm việc một cách bình thường như mọi người ở trong công ty rồi. Nên là khi mà mình bắt đầu tìm công việc ở đâu cũng vậy, thì mình phải biết được là mình mạnh ở điểm đó. Thì khi mà mình viết cover letter hoặc là khi mình viết CV á, mình phải nhấn mạnh vào những cái điểm đó và điểm yếu của mình. Điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của mình á là ở Thái á, mình không biết tiếng Thái và mình cũng là lần đầu tiên mà mình đi xin việc ở nước ngoài, đó là cái điểm yếu của mình. Và nó cũng làm mình rất là sợ đó các bạn, khi mà mình apply công việc ở Thái, chứ không phải là mình là đứa mình nộp một cái là có công việc liền đâu mọi người. Phần thứ hai, khi mà các bạn đã biết mình rồi thì mình phải biết ta, mình biết xem người ta đang cần gì và đang tuyển những cái gì và cái yêu cầu của người ta như thế nào. Thì cái việc mà nó dễ dàng nhất là các bạn đi lên LinkedIn á, xong các bạn gõ những cái top job title hoặc là những cái lĩnh vực nào các bạn đang quan tâm. Chẳng hạn như mình là làm về marketing thì lúc đầu mình cũng sẽ lên mình gõ là marketing executive, tại lúc đó mình mới chỉ là executive thôi, thì mình gõ là communication marketing planning digital marketing something like that. Xong rồi á thì mình sẽ ngồi đọc hết tất cả những cái job description của họ. Có nhiều người sẽ lên chửi mình là nói chuyện tiếng Việt xong chen tiếng Anh, nhưng mà mình nghĩ là video này dành cho những bạn sẽ giỏi tiếng Anh á, tại vì các bạn sẽ phải đi làm ở nước ngoài mà các bạn, nếu như các bạn không hiểu những gì mình đang nói thì làm sao mà các bạn có thể tìm được một công việc ở nước ngoài đúng không. Sau khi mình đọc những cái job description á, mình sẽ phát hiện ra một vài điều và mình sẽ phải ghi chú lại. Chẳng hạn như mình phát hiện ra cái lĩnh vực marketing ở bên Thái á, đến 70% là người ta yêu cầu tiếng Thái, nghĩa là native mà có thể nói được tiếng Anh đó. Độ phủ sóng thứ hai nghĩa là người ta cần native và tiếng Anh hoặc là rất là giỏi tiếng Anh, bilingual. Và 10% còn lại là những cái công việc mà nó liên quan đến tiếng Việt, nó có tiếng Việt và tiếng Việt nó sẽ là một cái advantage của mình. Mình đang nói về cái lĩnh vực marketing nhé các bạn. Bởi vì ở Thái thì nó có hai cái kiểu công việc. Một cái công việc là nó liên quan đến chuyên môn, và mình mới vừa chia sẻ cái công việc chuyên môn của mình là marketing. Còn một cái định hướng nữa, những cái công việc mà nó yêu cầu về tiếng Việt, nghĩa là các bạn không cần có chuyên môn nào đặc thù mà các bạn chỉ cần mình là một người Việt Nam và mình có những cái skill rất là bình thường, skill văn phòng thôi, là mình đã có thể làm cái công việc đó rồi. Quay trở lại cái cụm công việc mà nó liên quan đến chuyên môn thì mình nhận ra là 70-20 và 10% như vậy đó. Vậy nên là mình đã vạch ra một cái kế hoạch là mình phải bắt đầu học tiếng Anh và học rất là chăm chỉ để mình có thể có được
một cái lợi thế cạnh tranh với những cái bạn mà đến từ những cái nước nói tiếng Anh. Cái khoảng thời gian mà mình qua đây khoảng 2 năm á, mình vẫn còn cảm thấy rất là sốc về cái việc mà mình sẽ phải học tiếng Anh và luôn cảm thấy là tiếng Anh của mình nó không đủ tốt nha các bạn. Tại vì lúc đó mình làm marketing cho một công ty của Úc, những cái content hoặc là bất kỳ những cái gì đó liên quan đến công việc của mình, mọi thứ đều gần tiếng Anh hết. Mình cảm thấy là mình không tự tin về tiếng Anh của mình và mình bắt đầu học tiếng Anh rất là kinh khủng. Mình có học tiếng Anh ở trên rất là nhiều những cái nền tảng, và một trong những cái nền tảng mà mình thấy là nó ok nhất á, đó là cái thằng iTalki. Thì lúc đó mình học hai ngôn ngữ, mình học ngôn ngữ tiếng Anh và mình học ngôn ngữ Thái. Ngôn ngữ Thái mình học để mình có thể giao tiếp và nó giúp cho cái cuộc sống của mình ở Thái thôi. Nhưng mà tiếng Anh mới là cái mà mình học nhiều nhất. Mình nghĩ nhiều bạn đã nghe qua cái nền tảng iTalki là một trong những nền tảng học ngôn ngữ lớn nhất thế giới. Ở trên này thì có hơn 150 ngôn ngữ để cho các bạn lựa chọn và có hơn 30.000 giáo viên bản xứ luôn nha. Điểm mình thích nhất ở trên iTalki đó là các bạn có thể học một một với giáo viên và tụi mình hoàn toàn có thể order giáo viên chuẩn bị những cái topic mà các bạn đang quan tâm, cũng như là rèn luyện tập trung vào trong phần nghe và phần nói. Ngoài ra thì tụi mình có thể học ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào nên là cực kỳ tiện lợi. Và các bạn có thể đọc review của những cái teacher, những cái giáo viên ở đây. Đọc review xong mà các bạn cảm thấy ai phù hợp á, thì các bạn sẽ chọn người đó. Gần đây nhất thì mình có học một cái khóa với bạn Erica. Erica là người Mỹ và có cái chứng nhận giảng dạy TOEFL. You're considerate in what way towards like people? In the politeness, in the pronouns, in the structures of the language to make it soft enough and you know, to different types of people that we communicated with. But for English, it's more, you know, simple. Nếu bạn nào muốn trao dồi thêm ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Anh hay tiếng Thái, và các bạn hãy nhập cái mã Sunshine 05. Các bạn nạp thêm 10 đô thì các bạn sẽ được tặng 5 đô. Và nhớ là phải nhập cái mã giảm giá này nha. Và nó chỉ dành cho 50 người đầu tiên nhập mã giảm giá thôi. Ví dụ như mà bạn chuẩn bị đi du lịch chẳng hạn, hoặc là chuẩn bị đi qua đây để sinh sống và làm việc, thì cái ngôn ngữ Thái cơ bản là cái mà nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn gọi là dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì việc tiếp theo các bạn cần làm đó là mình phải tối ưu hóa cái CV của mình. Không phải là mình ngồi điền vô những cái công việc mình đang làm. Các bạn muốn đi vào làm một cái agency về truyền thông thì CV của các bạn nó phải làm sáng lên cái điểm là các bạn có cái kỹ năng để có thể làm việc ở một cái agency như vậy. Chứ không phải là mình ngồi mình liệt kê hết những cái job mà mình đã từng làm, mà các bạn phải lọc lựa những cái phần experience nào á mà nó liên quan đến công việc mà các bạn cần, hoặc là các bạn đang muốn apply á, đưa nó lên trên và làm cho nó sáng những cái điểm đó lên. Thứ hai á là các bạn phải đi lên tối ưu hóa luôn cái trang LinkedIn của các bạn. Thực ra thì có rất là nhiều trang web để các bạn có thể apply công việc ở Thái Lan. Ví dụ như là JobDB nè, hay là Indeed.com, hoặc là Classdoor, nói chung là nhiều cái trang web lắm. Nhưng mà với bản thân mình thì mình cảm thấy là LinkedIn là đủ rồi các bạn. Chỉ mỗi LinkedIn là nó đã khá là đầy đủ những cái jobs mà các bạn có thể apply. Và cái thứ hai đó là trên LinkedIn đó, nó giống như một cái trang Facebook của bản thân các bạn đó, nhưng mà nó là một cái tầm nó professional. Thì những cái nhà tuyển dụng đó, họ thường sẽ đi lên LinkedIn để họ search. Và nếu như đó, cái profile của các bạn nó được tối ưu đó, thì khi mà họ search, ví dụ mình là một nhà tuyển dụng ha, mình lên mình search là tuyển vị trí marketing đi, các bạn đã tối ưu cái profile đó lên đó, thì nó sẽ thực hiện trên những cái top search. Nó giống y chang như là các bạn làm một cái trang web của công ty, mà khi mà khách hàng search á thì công ty của bạn nó sẽ hiện lên ở top trên trang tìm kiếm Google. Các bạn sẽ phải tối ưu cái trang LinkedIn của các bạn bằng cách á là mình phải make sure là cái headline của mình nè, cái tên của mình nè, công ty của mình nè, và mình chọn cái phần mà open for new job. Và thêm nữa là các bạn sẽ phải viết lại cái phần intro của CV các bạn và make sure là mọi thứ ở trên cái profile đó nó phải rất là đồng bộ. Nó phải chứa cái từ khóa trên LinkedIn luôn. Cái từ khóa mà các bạn đang tìm kiếm có phải là về marketing hay không thì trên cái profile của các bạn nó phải có chứa rất là nhiều cái từ khóa như vậy. Cái chuyện này nó rất là quan trọng nha. Tại vì có những khi á, mình ngồi không cũng có người đến offer job cho mình đó. Rồi quay trở lại
cái việc mà tối ưu CV rồi, các bạn còn phải làm tối ưu thêm cả cái cover letter của các bạn. Cover letter là gì? Là một cái thư ngắn gọn để chia sẻ tại sao mà mình apply vào cái công ty đó. Nếu như những cái job mà các bạn đặt niềm tin vào nhiều á, mình khuyên các bạn nên viết hẳn một cái cover letter mà nó liên quan đến cái công ty đó luôn. Chẳng hạn như mình apply vào agency quảng cáo ở Thái thì mình sẽ, tao đã theo dõi rất là nhiều cái mẫu quảng cáo ở Thái Lan và nó là một trong những cái một cái mục tiêu mà tao muốn đến để làm việc và học hỏi. Nhưng mà vấn đề là học hỏi thì bạn học từ người ta, nhưng mà bạn có cái gì thì mình phải giải thích ra với cái kinh nghiệm bao nhiêu năm đây nè, làm trong cái này cái kia cái nọ nè, mình có thể giúp họ trong cái này cái kia cái nọ nè. Và nếu như họ cho mình cơ hội để mình làm việc ở trong công ty đó thì mình chắc chắn là mình sẽ làm tốt nhất có thể và mình mang đến rất nhiều những cái điểm lợi cho công ty. ABCXYZ, cái cover letter nó rất là quan trọng, nó giống như là các bạn chào hàng nha các bạn. Nên là làm thế nào để mà mình làm cái profile trên LinkedIn của mình tối ưu nè, cái CV của mình nó phải professional, nó phải thể hiện hết những cái kinh nghiệm mà mình đang có. Và cái thứ ba là cái cover letter của mình nó phải thật sự là customized vào từng cái vị trí công việc. Sau khi mà các bạn đã có được cái slot interview với cái công ty đó rồi á, thì các bạn sẽ phải ngồi và ghi ra hết những cái câu trả lời cho những cái cuộc phỏng vấn bình thường. Nếu các bạn rất là dễ dàng có thể search được trên mạng những cái câu hỏi phỏng vấn, những cái video phỏng vấn demo để các bạn hiểu. Và hầu hết những cái kinh nghiệm mà mình phỏng vấn á, thì mình thấy rằng á, những cái câu hỏi mà người ta hỏi các bạn dù nó là như thế nào, nhưng các bạn cũng sẽ cố làm thế nào đó để link nó về với cái kinh nghiệm của các bạn. Chẳng hạn ta hỏi là tại sao mày apply trong công ty này, thì không phải là tao thích thì tao nộp, tao nghĩ là tao có thể cống hiến, tao nghĩ là tao có thể học hỏi. Đừng có trả lời là tao nghĩ là tao có thể học hỏi, tại người ta sẽ nghĩ là ủa nếu mày vô đây mày học hỏi vậy thì công ty tao được cái gì. Thì các bạn sẽ phải link nó về với cái kinh nghiệm của các bạn. Chẳng hạn như tao muốn apply vào cái công ty này bởi vì tao nghĩ rằng những cái kinh nghiệm của tao với 5 năm làm trong lĩnh vực này, 7 năm làm trong lĩnh vực kia và giúp đỡ cái công ty đó được tăng lợi nhuận, được tăng revenue, có thêm bao nhiêu đó partner rồi các kiểu đối tác, các kiểu các thứ, tao sẽ giúp cho công ty mày phát triển ABCZ. Cái kiểu mỗi câu hỏi các bạn cũng đều phải link về với cái kinh nghiệm của bản thân các bạn. Và kể cả khi người ta hỏi các bạn về điểm mạnh và điểm yếu của các bạn cũng phải trả lời nó như thế nào đó để cái điểm yếu của các bạn nó lại là một cái gì đó mà nó giúp cho công ty, nó giúp cho công việc của bạn. Cố gắng hãy ngồi suy nghĩ và tập trả lời trước gương những cái câu hỏi phỏng vấn thường thấy nhất. Thêm một cái nữa, đối với những công việc mà liên quan đến chuyên môn, chẳng hạn như marketing nè, và thường á họ sẽ hỏi những cái thành tích mà các bạn đạt được, những cái thành tựu, và các bạn sẽ phải ngồi ghi ra là tao đã từng làm cái campaign này với cái kinh phí như thế này và tao thu được bao nhiêu đây khách hàng, ABCZ, dự án mà gọi là outstanding, những dự án nổi bật và các bạn cảm thấy tự hào về những dự án đó, các bạn đúc tỉa được gì từ những cái đó và những cái kinh nghiệm, những cái fail đó, những cái các bạn từng làm đó nó sẽ giúp được gì cho cái công việc mới này. Nên là hãy chú ý phần này nhé. Và cuối cùng thì mình chỉ muốn nói rằng á, là cái việc tìm việc ở nước ngoài nó khó lắm và nó như mình nói là nó khó gấp 10 lần các bạn tìm việc ở Việt Nam. Và để có được một công việc mà ưng ý, nó lại càng là một cái gì đó nó tâm linh và nó phong thủy và nó mang tính chất vũ trụ mách bảo. Nên là cũng đừng có quá là tiêu cực, nhưng cũng đừng quá là tích cực, cũng đừng quá kỳ vọng vào nó. Tại vì mọi thứ nó sẽ đến khi mà các bạn chuẩn bị hết mọi thứ một cách sẵn sàng. Lúc mà cơ hội đến á, mà mình chưa chuẩn bị sẵn sàng như là những cái bước mà mình đã chia sẻ với các bạn trước đó, thì các bạn sẽ khó nắm bắt được cơ hội đó. Và cái việc mà cơ hội có một cái công việc tốt ở nước ngoài nó không phải lúc nào cũng có hết. Nên là các bạn hãy cố gắng chuẩn bị, dành thời gian để mà suy nghĩ thật là nhiều về cái định hướng của mình trong tương lai. Thêm một cái nữa là mình muốn nói rằng á, cái việc mà các bạn làm việc ở nước ngoài nó không có phải là cái gì đó mà nó giúp cho cuộc sống của các bạn thăng hoa hay gì đó đâu, mà thậm chí là trong cái thời gian đầu nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn và có thể làm cho các bạn nản chí và rất là cực các bạn. Ừ, chắc khoảng 2-3 năm đầu nó sẽ là khoảng thời gian khá là cực nhọc, vì mọi thứ nó sẽ phải là các bạn sẽ phải set up lại từ đầu, các bạn sẽ phải bắt đầu đặt niềm tin, gọi là chứng minh bản thân mình lại từ đầu, và sẽ có rất là nhiều thứ để mình cần phải vượt qua, rất là nhiều khó khăn. Nên là mình cũng mong rằng các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về cái định hướng của các bạn và cũng đừng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những người xung quanh khi mà họ thấy
thấy họ đi làm nước ngoài chắc kiểu nên mình cũng muốn đi làm. Thực ra mọi thứ nó không phải là như mơ đâu các bạn, cuộc đời nó là cái gì đó rất là thực tế. Và ok, nếu các bạn tin ý thì các bạn cũng thấy là mình mới vừa niềng răng nè, và nó cũng làm cho mình nhìn hơi là lạ, nhưng mà mình trộm vía là mình rất là thích cái mặt của mình khi mà mình niềng răng xong nha mọi người. Mình cảm thấy nó tươi trẻ hơn rất là nhiều luôn á. Và mặc dù là mình cũng có nhiều khó khăn trong cái việc ăn uống với lại vệ sinh này nọ loại chai á, nhưng mà mình thấy là khá là thích với các giao diện này. Nếu như mà các bạn quan tâm đến chủ đề làm niềng răng, hoặc là niềng răng ở Thái, hoặc là ở Việt Nam, hoặc là những cái kinh nghiệm để đi niềng răng, thì các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình. Mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cái việc đó nếu như nhiều người quan tâm nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi hết video này. Và nếu các bạn thích những cái video mình chia sẻ như thế này á, thì đừng quên là để lại bình luận ở bên dưới và cho mình biết thêm những cái chủ đề nào mà các bạn muốn mình chia sẻ nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau. Mình có một cái dự án cá nhân có tên là trải nghiệm du lịch Thái Lan cùng Sunshine, và cho những bạn chuẩn bị đi du lịch Thái Lan lần đầu mà các bạn chưa biết đi đâu thì các bạn có thể liên hệ mình và mình sẽ giúp cho các bạn lên cái tour riêng dành cho các bạn. Đồng thời thì sẽ có người trong team mình hoặc là mình sẽ đi cùng các bạn trong những ngày mà các bạn ở Thái Lan luôn.